thì đây thì đây là một cái cách, trong những cái cách để các bạn có thể check gem ta sẽ check những thông tin gì đầu tiên đấy thì chúng ta cần phải check tổng quan dự án trước thì thực ra thì check tổng quan dự án thì các bạn check xong được nhưng mà những cái như là website telegram hay là twitter ấy, thì mình cũng thường hay check nhá à, thì khi mà các bạn check những cái thông tin này ấy, website hay là telegram hay twitter thì các bạn sẽ biết được là dự án nó có làm chỉnh chu hay không ví dụ như là website của nó có đẹp hay không này nếu như một dự án mà các bạn được các bạn check ai đó giới thiệu bằng một dự án mà các bạn lên website ấy, các bạn trách thấy rất là sơ sài này, thiếu rất là thiếu thông tin này đúng không? Chỉ có một vài thông tin rất là cơ bản thôi và nó cũng không có thể là kết nối được những cái trang Twitter hay tele thì uh, chúng ta nên uh, cân nhắc cái việc là xem dự án nó có tiềm năng hay không, uh, có chất lượng hay không. đúng không ạ? Với cái đó thì khi các bạn tham gia vào những Telegram hay là Twitter các bạn check được ấy thì các bạn biết được là cái uh, cái sự quan tâm của cộng đồng với cái dự án đó có nhiều hay không. Nếu như mà Twitter có nhiều follow từ vài trăm nghìn trở lên đấy, thì chứng tỏ dự án đó đang thu hút được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng, đúng không? Telegram thì hoạt động rất là tích cực để cho thấy là họ cộng đồng nó rất là sôi nổi. Đấy, thì nếu như mà một cái dự án ấy mà cái cộng đồng cũng như là uh, Twitter ấy, nó mà được nhiều cái người chú ý để ý tới, làm một trong những giá mình nghĩ là uh, làm truyền thông rất là tốt, thì mà cái rất là tốt thì nó mới thu hút được nhiều sự chú ý cộng đồng như vậy thôi đúng không? Đấy, mà các bạn hình dung là một dự án để thành công ấy thì cái marketing, yếu tố marketing là một trong những yếu tố rất là quan trọng đó, hiểu chưa? Ok, tiếp theo là đầu tiên là chúng ta phải check về sản phẩm. Sản phẩm đây thì chúng ta sẽ phải cần phải đọc uh, với cá nhân mình thì uh, uh, các bạn cần phải đọc khá là nhiều uh, dự án ở trong crypto thì khi các bạn đọc nhiều dự án ấy thì các bạn sẽ biết được là những cái dự án nào nó sẽ cùng làm cùng một cái hệ. Ví dụ là mình biết được là à mình đọc về những dự án Solana này, mình đọc về dự án OP, ARB đúng không? Thì mình sẽ biết được à đây là những cái dự án layer 2 đúng không ạ? À, làm về nền tảng đúng không? Và khi mà có một dự án layer 2 khác ra đời thì mình cũng sẽ đọc cái dự án layer 2 đó và đầu mình sẽ so sánh về sản phẩm của nó xem là nó có điểm gì khác biệt với nhau không ví dụ như là uh, cái sản phẩm play hai chẳng hạn đúng không thì chúng ta được biết là à uh, uh, op thì nó, nó làm theo thuật gọi là op stack đúng không còn arb thì nó làm arb abichum nova hay abichum gì đó thì nó các bạn sẽ biết được là à nó khác nhau ở điểm gì à, cái nào nó mạnh hơn cái nào nó không mạnh hơn đúng không đấy hoặc là ví dụ các bạn uh, có thể đọc những dự án làm về lay một đúng không ví dụ chúng ta trước đây chúng ta biết là những dự án như là avac này Solana đúng không? Thì chúng ta được biết là Solana là một trong những cái nền tảng mà cái phí nó của nó rất là rẻ và giao dịch rất là nhanh đúng không? À, bên thì bây giờ hiện tại có dự án Sui đang ra đời, có là một dự án Lê một à, dự án Lê một là Sui thì nó cái tốc độ gì nó còn lại nhanh hơn nữa đúng không? Bên cái nó cái phí dịch nó còn siêu siêu rẻ đấy, cho nên là đó cũng là một điểm khác biệt để có thể cạnh tranh với những cái sản phẩm cũ đúng không? Đấy, nếu như một dự án mà làm ra mà là các bạn đọc ấy mà các bạn không thấy được nó có quá nhiều sự khác biệt ấy. đấy, nó không có gì khác biệt thì những dự án đó thì thường là những dự án ăn theo và nó là dự án thôi thì thường là những dự án đấy nó sẽ không đi quá xa chưa là để mà các bạn hiểu được là sản phẩm mình và sản phẩm của sản phẩm của đối thủ cạnh tranh nó khác nhau cái gì thì các bạn cần phải đọc được sản phẩm lên đọc nhiều cái dự án lên được đấy thì ở đây chúng ta sẽ biết được là uh, uh, có một cái vài key nào các bạn cần phải nốt lại cho mình này đó là sản phẩm của bạn là gì được chưa uh, sản phẩm này bạn là ví dụ layer một layer hai để pin AI đúng không sản phẩm có theo trend hay không hay là một mảnh ghép trong hệ sinh thái nào đó uh, sản phẩm theo trend tức nghĩa là chúng ta phải xem xem là dự án đấy nó làm về trend gì ví dụ như là chúng ta cần phải xác định được là trong năm nay nó sẽ có những cái trend gì nổi bật như là reward set này hoặc ai thì chúng ta phải xem xem là cái dự án đấy nó có làm theo trend hay không nếu như một dự án mà nó chỉ làm đơn thuần ấy thì mà nó không làm theo trend đấy hoặc là làm những trend nó cũ ý, thì thường những dự án đấy mình đánh giá không cao và nó không không quá tiềm năng thì các ví dụ như năm nay chúng ta có thể tập trung vào những cái trend như là depin này ai này hoặc là trend reward set này đúng không thì ví dụ chúng ta sẽ tìm những cái dự án mà xoay quanh cái trend này để chúng ta đầu tư đúng không đấy các hay là một mảnh ghép trong hệ sinh thái thì cái phần này nó sẽ nâng cao hơn khi mà chúng ta học về những cái hệ sinh thái thì các bạn sẽ biết được là à trong một hệ sinh thái nó sẽ có những cái uh, nó sẽ có những cái mảnh ghép nào ví dụ là trong một hệ sinh thái của Sona đi nó sẽ có những mảnh ghép như là đầu tiên nó sẽ là amm dex này đúng không là những dự án là những cái sàn dex uh, giao dịch radium hoặc là uh, cái gì nhỉ radium này uh, mình chỉ biết mỗi radium thôi được chưa photo này đúng không đấy uh, hoặc là mảnh ghép về uh, lending and borrowing tức là vay và cho vay đấy thì có dự án thì solen đúng không đấy hoặc là có rất là nhiều dự án như là uh, bên Sona mình biết có dự án Solen thôi hoặc là bên uh, bên Ethereum thì có cơ bớt đúng không aave đó thì đấy là những nền tảng vay và cho vay đúng không uh, sau đó để landing and borrowing này riêng farming này sticking này đi này đúng không hoặc là lắp này ví này wallet này đấy đấy thì uh, trong buổi này thì mình sẽ không chia sẻ quá sâu về một cái một, những cái mảnh ghép trong hệ sinh thái mà mình chỉ nói sơ qua vậy thôi cái này các bạn sẽ nên tìm hiểu nhé thì các bạn sẽ đọc là những cái mảnh ghép cần có trong một sinh thái thì đó các bạn sẽ đọc biết được là à trong hội sinh thái nó sẽ có những mảnh ghép nào và chúng ta khi mà chúng ta học một dự án này chúng ta sẽ biết được là à dự án này nó nó là một dự án làm theo chen hay là một dự án nằm trong một cái mảnh ghép hội sinh thái đấy từ đó chúng ta sẽ có ra cái nhận định thì đúng không ạ ok à, tiếp theo là chúng ta sẽ khi mà chúng ta xác định được rồi thì chúng ta sẽ xác định được rằng là à dự án nó đang ở đâu trong bức tranh tổng quan thị trường dự án có phải là mảnh ghép thị trường đang cần hay không đúng không ví dụ như là một cái trend như là trend cũ như là trend play tour chẳng hạn mình không nói những dự án trong đó là hoàn toàn hoàn toàn không tốt á nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy là cái chip của nó đã hot từ năm ngoái rồi năm nay nó không còn quá hot nữa à, nếu như chúng ta đầu tư vào những dự án của thì thường chúng ta sẽ không kiếm được quá nhiều lợi nhuận thì không ạ thì mình sẽ tập trung vào những dự án là uh, AI này, cryptozet này đúng không? cái trang lớn của năm nay L1, L2 mới đúng không? Đấy. Ok tiếp theo là về đối thủ cạnh tranh thì là đã có đô, đã có sản phẩm tương tự hay chưa? Nếu có sản phẩm tương tự thì mức độ uh, mức độ tăng trưởng như thế nào? các biệt của sản phẩm này để cạnh tranh với các bên khác là gì đấy thì đấy thì các bạn cần phải hiểu đúng không chỉ khi chúng ta đọc nhiều dự án ấy thì chúng ta sẽ biết được, thì chúng ta sẽ nhớ được dự án này và chúng ta sẽ so sánh dự án đấy xem xem là à nó có gì khác biệt hay không thì mình thường thì mình uh, thực ra thì khi mà đọc dự án ấy thì uh, nếu như một dự án mới thì thường là mình sẽ đọc thông tin nó khá là chậm đúng không mình uh, đôi khi các bạn có biết tiếng anh các bạn sẽ đọc thông tin rất là khó thì mình khuyên các bạn nên lên những website của uh, Việt Nam ấy để các bạn đọc ấy thì thường là Việt Nam mình cũng cập nhật những cái dự án rất là mới rất là nhanh. Đấy thì các bạn thể lên coi 98.net hoặc là HC đúng không? Thì có Only Station hoặc là mấy cái dự án của bên coi 68. Đấy thì ở những cái bên đó bên cộng đồng cũng tương đối là tốt Và chất lượng, thông tin rất là ok thì các bạn lại đọc thêm ở đấy nhá. Ok thì đánh giá về sản phẩm thì ở đây nó nó sẽ khó hơn một cái level có hơn là business model. Tại business model là dự án nó làm gì để tạo ra doanh thu. Đấy, business model có gì đặc biệt hay không? Token có bị lạm phát hay không? Cách xử lý lạm phát như thế nào? Thì thường là token lạm phát nó chỉ xảy ra ở những cái dự án như là dự án Uh, uh, play tour thôi những trên mà game file ấy đúng game file hoặc là những trên những cái ở phong minh kinh nó cũng sẽ làm ra lạm phát nhá nhưng mà lạm phát không nhiều kinh thì thường là giảm phát nhiều hơn hoặc là uh, khi mà trả cho trả cho coi cho các cái quỹ thì nó cũng là nó sinh ra cái hiện tượng hiện tượng lạm phát thì chúng ta cũng phải biết được là à cái token này có bị lạm phát hay không thì cái phần này nó sẽ liên quan đến phần là check ở tokenomics đấy thì cái này các bạn cần phải đọc được cái tokenomics của dự án nhé đó Ok. Thì ở đây mình có nốt lại một một lưu ý nhỏ đây là một dự án ấy có tốt đến mấy. Nếu như mà nằm trong một sinh thái không phát triển thì dự án đó sẽ rất khó để có thể đi lên được. Thì các bạn hình dung giống như kiểu là uh, ví dụ như mình nói lấy ví dụ là Celo đi, Celo là một, một trong những cái hệ sinh thái ấy, uh, layer 1 đúng không? Thì chúng ta có thể thấy là à thì thường là chúng ta sẽ khi mà chúng ta đào sâu về những cái mảnh ghép trong hệ sinh thái chúng ta sẽ đầu tư vào những dự án DEC, AMM hoặc là landing and borrowing đúng không? Nhưng mà chúng ta phải hiểu một điều là cái dự án Celo ấy, cái nền tảng hệ sinh thái của nó chưa phát triển tức là những cái hệ sinh thái của nó trong những cái dự án ở trong nó nhé kể cả có những cái quỹ đầu tư rất lớn thì nó cũng rất khó để có thể tăng trưởng được thì dung không ạ còn nếu như các bạn đầu tư ở một cái hệ sinh thái như là Solana các bạn thấy là dòng tiền đổ vào Solana rất nhiều đúng không nhưng mà chỉ cần một cái dự án mà nó kiểu là tốt bình thường thôi nhưng mà nó vẫn ở trong một cái sái đang có dòng rất nhiều dòng tiền thì từ đó thì cái dự án đó nó cũng sẽ có thể là uh, thu được dòng tiền và vẫn có thể phát triển tăng trưởng được nhá đấy đấy hình vọng ạ đấy thì, đấy, thì uh, chúng ta cần phải hiểu điều đó thì ngược lại là một dự bình thường nếu mà chỉ Fox ở nằm trong một sinh thái đang đi lên thì cũng sẽ rất là nhiều người mong chờ đấy hình vọng ạ để nó tương tự thì chúng ta cứ hiểu đơn giản thế thôi đó là cái hệ sinh thái nào mà đang có nhiều dòng tiền thì chúng ta sẽ tập trung đầu đầu tư vào những dự án đó dạ cái okay, tiếp theo là về check về team và advisor và đẹp và đúng không ta sẽ xem là Việt Nam hay nước ngoài thì thực ra là những dự án Việt Nam thì nó không mình thì mình không đánh giá quá cao những dự án Việt Nam như là coi 98 thì được thôi nhưng mà mình uh, nó không phải là những dự án mà các bạn thể hâu lâu dài các bạn nó chỉ là dự án để các bạn hâu chơi ăn sổi thôi à, chứ còn để mà các bạn hâu lâu dài thì mình khuyên các bạn nên tập trung vào những dự án top có top đúng không top 30 hoặc là những dự án lê một lê hai và những dự án mà lít một cái chen nào đấy ai hoặc reward set để các bạn đầu tư dài hạn hâu dài hạn thì ok chứ còn để mà các bạn uh, đầu tư vào những dự án như là coi trên tám hoặc là host station thì mình nghĩ là không nên nhé khuyên là không nên dạ, dạ. đó ok thì chúng uh, ta check đẹp thì đơn giản thôi thì chúng ta sẽ xem là Uh, team thì nó có lộ mặt hay là ẩn danh này team thì lộ mặt thì cái đội thì nó càng cao đúng không chứ còn một dự án mà uh, lên nói này nọ nhưng mà lại ẩn danh thì nó là những dự án mà mình nghĩ các bạn nên xem qua đúng không ạ uh, check xem là real hay là fake thông qua Twitter hoặc là LinkedIn đúng không ạ xem họ có follow hoặc là nói đến dự án nó không thì mình thường hay check ở một cái trang là trang LinkedIn và một cái trang là trang Silver Hunter này các bạn Silver Hunter này thì các bạn có thể là Uh, ví dụ các bạn uh, tìm một cái biết tên một cái ông đép ở trong đấy thì các bạn gõ vào đây được chưa Thì khi các bạn gõ vào đây thì uh, nó sẽ hiện lên tất cả những cái thông tin về uh, cái ông đó. Đây ví dụ là Domo đi chẳng hạn. Đấy. Thì uh, họ ông ấy sẽ viết là uh, tiểu sử của Domo, ông ấy là ông là ai, ông làm ông đã làm, ông đã làm có kinh nghiệm làm dự án nào chưa? Có kinh nghiệm làm công ty nào chưa? Đây ví dụ vài cái vài người ở đây. Đây họ sẽ nói rất là tí làm ở trong 3 đi này, đã từng đầu tư những dự án này, đã làm ở những dự án này này. Đấy, được chưa Đấy thì khi mà chúng ta check được uh, cái team dev và in và backer ấy, thì chúng ta sẽ một phần yên tâm hơn hoặc là những khi mà chúng ta check dev rồi một cái dev nào đấy mà đã từng làm một cái dự án thành công ấy thì khi mà làm một cái dự án tiếp, tiếp, theo thì các bạn nghĩ xem là nó có thành công ạ à? nó rất dễ thành công đúng không bởi vì họ đã làm được thành công trong quá khứ rồi thì không có lý do gì mà họ lại không có thể làm thành công dự án tiếp theo được đúng không thì check team dev thì nó cũng có một cái lợi như vậy đúng không thì chúng ta sẽ các bạn sẽ check xem là à họ đã từng làm dự án nào chưa đã thành công hay chưa đấy thì chúng ta đó chúng ta xem cái điều đó và có thể xem backer nữa backer ở đây là backer những cái quỹ xem quỹ nào có đầu tư hay không. Được chưa Ở đây đầu tiên là phải partner trước. Partner và backer là hai hai cái giống nhau nhá. Đấy partner backer thì thông thường là partner là những cái cộng đồng ấy, cái cộng đồng hoặc KOL họ uh, siêu cho dự án, là họ giới thiệu PR về dự án và thông thường là những cái người này họ sẽ được nhận một cái khoản allocation, mua vòng private các bạn. Đấy hoặc là mua vòng public sale và mua sớm để họ có thể là PR và, và giới thiệu cho dự án cho cộng đồng họ đấy, hiểu không ạ Hoặc là baker, baker thì thường là những cái dự án họ uh, baker thì họ thường là sẽ uh, được mua ở những cái vòng rất là sớm như street round, private, đúng không? Series, series thì thường là những cái vòng đấy là vòng dành cho các baker, đó là dành các quỹ đầu tư. thì các quỹ đầu tư này thì các bạn cũng cần phải phân biệt là à có bao nhiêu quỹ đầu tư, có những quỹ nào đầu tư vào dự án này uh, trên đầu trên thị trường tiếp thì nó sẽ có đâu đó bảo ba lại quỹ, lê một, lê hai, lê ba đây một là những cái quỹ đầu tư mà top đầu thị trường đúng không và các bạn hình dung là với một dự án ấy khi mà có nhiều cái top đầu nhiều cái dự án cái quỹ đầu tư của top đầu thị trường họ đầu tư vào thì chứng tỏ cái dự án nó nó phải như thế nào đấy thì mới được huy động được tiền từ các quỹ đầu tư chứ đúng không? Đấy thì đấy là một trong yếu tố những điểm cộng để các bạn để đầu tư vào những dự án. Dạ. Vậy thì check backer ở đâu thì các bạn có thể lên cái trang là mình hay check là trang uh, chính cái trang cybernetics này các bạn thể lên đi check này hoặc là cái trang mình hay check là trang ở uh, đây mình hay check ở trang trên broker này các bạn, trên broker này mình hay check ở trên đây đây ví dụ mình check một cái dự án là dự án op đi đấy ở manta thì cũng được này ở check vừa dự án op nhá đấy thì chúng ta sẽ thấy này check được này thì ở trên cái trang này rất là hay các bạn sẽ cho họ sẽ tổng hợp cho các bạn rất là nhiều thông tin ví dụ như là phòng CDB có những quỹ nào đầu tư đây và A16Z và Paradigm bao nhiêu tiền năm 150 triệu đô đúng không đấy CDB uh, CDA có những quỹ nào Sitra uh, có những quỹ nào Omega có những quỹ nào đấy và tổng số tiền huy động là bao nhiêu Đấy thì rất là hay đúng không? Với cái đó thì các bạn thể check được một vài cái điểm đánh giá của họ này, xem là Twitter hoạt động tốt hay không này. Chưa? Đấy, check được token của nó này, đang lạm phát như thế nào này, đang trả token hàng tháng như thế nào này. trách uh, check được các giá và các cái trả token của các quỹ, quỹ đầu tư như thế nào này. Đấy, các bạn thấy không ạ? Rất là tốt đúng không? Đấy, lịch trả uh, như thế nào này? Đấy, team JB đúng không? Seria các thứ, đấy trả hết. Đấy thì trang này rất là hay thì mình cũng thường hay dùng cái trang này mình check research nhé Đấy. Hay đúng không? Ok, thì uh, về phần uh, tokenomics này thì thực ra là trước đây mình cũng có Trước đây mình cũng có làm một cái buổi uh, livestream Chia sẻ về cái check tokenomics rồi đúng không? Thì các bạn có thể là tìm lại để các bạn xem Ở trên kênh youtube hoặc là kênh uh, trên coin.vk Mình có làm và mình chia sẻ rồi Dạ, yeah. ok uh, Và các bạn cũng uh, uh, hình dung là khi mà các bạn uh, check uh, Các cái backer hay là partner ấy Thì các bạn cũng cần phải check, double check lại cho mình Tức là check là xem dự án có nhận được cái đầu tư thực sự từ các quỹ hay không Hay là chỉ viết vào cho có Các bạn hình dung là có rất là nhiều những dự án đấy dự án mà họ uh, chỉ họ viết uh, backer và partner ở trên website gọi ấy đây thì các bạn có thể là lên check website của dự án thì có rất là nhiều các cái dự án ấy họ sẽ uh, viết luôn viết luôn cái phần quỹ và backer ở ngay cái chỗ này này thông thường mình thấy các dự án Việt Nam này hay làm hơn thì khi mà các bạn thấy thông tin về backer và partner ở trên website của dự án ấy thì các bạn cần phải double check lại tức là các bạn check lại trên những cái web như thế này này để để check lại thông tin xem là có thực sự các quỹ đầu tư hay không thì có rất là nhiều dự án họ lợi dụng cái việc là những à, cái người nhà đầu tư mà mới những nhà đầu tư mới không biết trách thì uh, họ thường viết hết backer banner lên cái website này lên cái uh, website của họ và sau đó là họ lừa uh, người ta nói là có có các quỹ đầu lớn đầu tư nhưng thực chất là không có quỹ đầu tư cả thì các bạn uh, đầu tư các bạn nên lưu ý cho mình cái phần này. Ok uh, tiếp theo là về uh, tokenomic thì tokenomic thì mình đã chia sẻ rồi thì thực ra phần này thì nó cũng không có gì đâu mình các bạn để xem lại nhé thì phần này mình sẽ không nói quá sâu về phần này. Ạ, mình chỉ nói uh, tổng quan một vài cá thôi ví dụ là team và advisor thì tổng vốn cung nó chỉ được khoảng là 20 dưới 20% thôi chưa ạ và các bạn cần phải để ý cho mình là uh, cái trả cái, coi các bạn đây đánh giá tỷ lệ tầm quan của và uh, cầm coi và vị thế của nhà đầu tư này token relationship là thời gian trả khóa này đấy thì cái phần mà tokenomics này cũng rất quan trọng đặc biệt là cái phần mà phần uh, giá giá của tokenomics cũng như là uh, thời gian trả ví dụ như là vòng ship rao 0.015 đúng không mà giá mà cái vòng series B đã mua là 0.38 tức nghĩa là nó cao hơn đâu đó khoảng mấy lần 4 lần à 30 lần chứ đúng không đấy, 30 lần các bạn ạ đấy và tới tính thời điểm hiện tại nhé là vòng private 0.38 đúng không thì đang ít khoảng 5 lần gần 5 lần giá hiện tại hơn trên 1 đô tại thì đang vòng CB là ít khoảng 5 lần bạn đấy thì tương tự đây phòng này thì đang ít khoảng là 10 lần còn lại ít khoảng 20 đến 30 lần thì các bạn đấy thì chúng ta sẽ biết được là à nếu như mà chúng ta đầu tư với giá hiện tại thì chúng ta đang mua ta đang uh, vị thế chúng ta so với các quỹ như thế nào thì chúng ta cần phải đọc rất hiểu về cái token này và bên cạnh đó chúng ta cần phải lưu ý cho mình về cái lịch phép tinh à, ví dụ như là dự án này thì uh, mặc dù là uh, sit thì nó mua không cho không một năm nhưng mà nó 100 trăm phần trăm luôn thì uh, thường là những cái, đạ, uh, cái cái, quỹ này họ sẽ bán luôn hoặc là bán ở trong cái thời điểm đầu luôn đấy các bạn ở uh, uh, bên cạnh đó thì có Syria và CDB thì họ cũng uh, 12 tháng bị khóa được chưa? 12 tháng bị khóa. Tức là trong 12 tháng đầu tiên là gần như là không có uh, lạm phát qua thị trường. Đấy thì các bạn có thể yên tâm đầu tư. AROP là 100% đúng không? Hoặc uh, incentive uh, government là 100%, ecosystem là 100%. Đấy thì chúng ta biết được là à thời gian đầu nó cũng có một khoảng lượng uh, eros hoặc là uh, government đúng không? Uh, được uh, lăn ra ngoài thị trường thì khi mà tìm thì chúng ta hạn chế cái việc là mua. Sau đấy là chúng ta sẽ đợi một khoảng thời gian khi mà những cái uh, chương trình eros này được nó trả hết này hoặc là ăn uh, và là ecosystem trả hết rồi chiết ra xả hết rồi thì rồi, lấy chúng ta mới mua vào thì đó chúng ta thấy là Syria CB và tim thì gần như là không được trả coi thì trong khoảng thời gian dài thì đây là một token tích là khá đẹp đúng không và rất là nhiều dự án đang áp dụng cái mô hình token này đó. thì cũng có một dự án nữa mà mình cũng chia sẻ với các bạn trong lần trước rồi đó dự án STK đúng không? thì thực ra mình đây là một trong những cái token là mình cảm thấy mình không thích nhất cảm thấy là không đáng để đầu tư nhất các bạn đó chính là token mà trả theo tháng này các bạn 1,67% trả theo tháng này Đấy thì chúng ta sẽ thấy là à kể từ lúc mà lít lên sàn đấy thì cái lượng uh, token unlock vào thì cực kỳ nhiều đấy. Và họ đã mua được giá rất là sớm này 0.025. Và giá của bây giờ là bao nhiêu? 0.008 đúng không? Thì nó vẫn khoảng ít khoảng 4 lần. À, 0.025 0.08 chia cho 0.025 để mình tính xem là x khoảng bao nhiêu lần nào. 0.025 nó vẫn ít khoảng 3 lần nữa đúng không ạ? Uh, bên cạnh đấy mà trước đây đấy là hiện tại nó còn giảm rồi nhá nhưng mà trước đây thì các bạn hình dung là uh, khi mà mới lít lên sàn đấy thì giá của cái đồng mà cái đồng mà STRK này nó rất là cao đúng không đấy rất là cao đấy thì uh, lúc đấy là có rất là nhiều người bắt đáy vào đúng không mua từ hai đô ba đô thì các bạn hình dung là khi mà các bạn mua ở hai đô ba đô thì so với cái giá của các quỹ này nó lấy khoảng 23 mươi ba lần rồi thì nếu như các bạn là quỹ thì các bạn có xả không ạ tất nhiên là các bạn cũng sẽ bán rồi mà bên cạnh đó hàng tháng nào các bạn cũng sẽ được có lượng coi các bạn xả đúng không mà trả liên tục trong hai năm những cái dự án như này thực ra là mình thấy là uh, các bạn không nên đầu tư vào những dự án như thế này thì mình cơ thể là như vậy với cá nhân mình thôi còn tất nhiên là uh, không phải nó không tăng trưởng được nhé và nó vẫn thể tăng trưởng bình thường tuy nhiên thì mình không những cái dự án mà nó có cái trả tokenomics như thế này thì các bạn nên cân nhắc thêm về, được, về được kỹ khi mà dự án trả tokenomics như dạng như thế này nhé. À, OK tiếp theo là token USK là một trong những cái cũng rất là quan trọng token UK chứ nghĩa là cái phần mà uh, cần tiện ích của nó tức là nó sinh ra token nó để làm gì? Ví dụ như là các dự án layer 1 thì token của nó sinh ra để làm phí giao dịch này à, hoặc là những cái dự án mà muốn phát triển trên mạng lưới của nó thì các bạn những cái uh, để, cái đề vì đó họ phải mua một cái lượng được coi layer 1 và một Lượng coi về son để có thể là stake để có thể là phát triển mạng lưới. thì các bạn các bạn cần phải trả một lượng phí hoặc là trên Avax các bạn để mà các bạn được uh, bắt đầu được uh, làm xây dựng trên chuỗi của Avax, thì các bạn cũng phải bỏ ra ít nhất là 10 đến 20.000 đô. Đó thì đó là từ đó thì uh, các dự án layer 1 thì họ cũng sẽ có những cái token tiện ích nhất định à, từ đó là làm cái uh, nội tại của dự án nó, nó được tăng trưởng đúng không đấy nguồn cung lưu thông ban đầu thì mình nghĩ là là cái phần mà khi mà listing sản ấy thì mình nghĩ là để dưới 20 phần trăm là đẹp à, các bạn lúc đấy các bạn cần phải tính xem là uh, lượng lưu thông ban đầu là khoảng bao nhiêu phần thì mình thấy là hai dưới 20 trăm là có thể là khá là đẹp rồi đi tiêu cắt để có thể là dự phóng tốc độ thể ích, uh, bao nhiêu lần ký lý sản cái phần này cho nó khó hơn nhưng mà các bạn cần phải đọc được là à, dự án này nó làm cái gì à, dự án trước cũ cùng cùng nào với nó tương tự như nó khi mà lý trên sàn là uh, ít khoảng bao nhiêu lần hoặc là có market cap là bao nhiêu thì các bạn sẽ đem ra để các bạn so sánh thì đấy là cái phần mà định giá đấy các bạn các bạn thường là các bạn thấy là các cái KOL là các quỹ đầu tư họ sẽ định giá mà dựa trên uh, các cái dự án tương tự ấy cái thường thường thì người ta đây sẽ định giá như vậy tức là người ta sẽ định giá bằng những cái dự án mà làm cùng ngành và uh, có bao nhiêu quỹ đầu tư cái đấy top 1 top hai đấy sau đó họ sẽ bắt đầu so sánh hai mức định giá xem là đang được định giá cao hay thấp ạ ok tiếp theo là về social media thì các bạn có nên check qua một chút về telegram twitter thì phần này mình có nói rồi đúng không về số lượng twitter tương tác và follow này là check số lượng mem đang hoạt động online đang bao nhiêu người đang nhắn tin như thế nào số lượng mắt xem như thế nào và cái phần này nó check ý thì thực ra là những cái dự án lớn thì các bạn không cần check đâu nhưng mà những dự án mà nhỏ nhỏ ấy các bạn nên check nhá bởi vì còn là những cái dự án này thì khi mà các bạn check về Telegram, Twitter thì các bạn sẽ biết được là cái mức độ quan tâm của cộng đồng đến dự án này như thế nào. Thì dự án mà nó nhiều cộng đồng quan tâm thì chắc chắn là nó sẽ trong tương lai nó sẽ tăng trưởng rất là mạnh. Thì các bạn. Ok, bên cái đó các bạn hãy tiếp theo on-chain về TVL, market cap, volume giao dịch hàng ngày, lượng order nắm giữ, đúng không? Thì cái phần này thực ra thì nó sẽ sâu hơn thì là sẽ chưa được phù hợp lắm. đây mình sẽ không chưa. Ngay. Ok, rồi phần new này, phần new này cũng là một phần những phần rất là quan trọng này sau khi listing thì lộ trình về new như thế nào thì uh, các bạn cần phải để ý. Ví dụ là các bạn cần phải biết là à, à Starlen này sắp tới nó có ra cái sự kiện giúp à, nó có thể tăng giá không. Thì thông thường là à, lý do tăng giá thì chủ yếu là các bạn sẽ để ý những cái tin như là staking này. Khi mà ra mắt staking thì các bạn hình dung là sẽ có một lượng coi bị uh, stake, bị khóa lại trong một cái bể. Thì từ đó nó sẽ giảm cái nguồn cung lưu thông ngoài thị trường, thì từ đó sẽ giảm phát đi thì từ đó sẽ là cái động lực tăng giá, ạ? Hay là farming này, bán NFT này đúng không? Và list lên sàn lớn thì nó cũng sẽ là một trong số có thể là tăng trưởng, Ví dụ, một dự án được tự đương được list sàn thì chắc chắn là list sản binance thì nó sẽ tăng trưởng rồi, đúng không? vì là một sản lớn thì lên thì có rất là nhiều những người biết đến dự án đấy và binance thì là một trong những cái sàn rất là uy tín rồi, đấy, nó một dự án nó phải như thế nào đấy thì mới được list lên mainnet, từ đó thì nó cũng là động lực để tăng giá, đúng không? đấy, hợp tác với đối tác lớn này, ra testnet, mainnet hoặc là ra sản phẩm chính thức thì đây là những cái tin mà mình nghĩ là các bạn nên ý ra testnet thì uh, net thì các bạn này cái này biết rồi đúng không? Okay. và những tin tức mà khiến token cần giảm như là uh, cái tin tức uh, khiến cho tốc cần giảm đúng không tổng cung giảm ví dụ như là uh, EROP đúng không hoặc là trả gian uh, unlock token cần cho các quỹ đúng không thì nó cũng khiến cho uh, dự án đó có thể giảm giá Đấy thì các bạn cần phải để ý cho những cái mình tin đấy hoặc là những cái tin xấu đấy, thì tốt nhất là những cái bạn nào mà đã xác định một cái dự án đầu tư dài hạn thì các bạn nên Hoặc là để ý hoặc là follow twitter hoặc là follow những để những cái thông tin xoay canh dự án đó ví dụ như dự án với đây chẳng hạn bản thân mình đã tìm hiểu rất là kỹ dự án đó rồi và gần đây thì rất là nhiều những người có rất là nhiều thông tin tiêu cực về dự án với đây và đã khiến cho giá của nó giảm từ bốn đô còn một đô thì những các bạn nào mà nắm bắt được thì các bạn thể là cắt trên và mua giữa đó nhưng mà mình thì không có thích những cách làm đó mà mình chỉ có thích các bạn là đi thêm nếu như các bạn đã có niềm tin rồi thì các bạn mua thêm thì rồi và thông thường các bạn hình dung là những cái tin tức mà họ đưa ra ấy, chủ yếu để hợp thức hóa hợp thức hóa đường giá thôi còn bản chất là uh, giá của nó đã phản ứng qua cái 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 chạc của nó rồi các bạn hình dung ạ và họ và nhà cái họ hoàn toàn thể làm giá là chuyện sức bình thường đấy ok tiếp theo là in đi đây là một để đánh, đánh, giá xem là một dự án nó thì ra cái này nó cũng cũ rồi nó không còn phù hợp với thời điểm hiện tại nữa thì cái phần này mình sẽ bỏ qua nhé đấy ở các chiêu phí và mình nghĩ là dự án sẽ to này thứ nhất là sản phẩm theo trend là một cái trang rất là lớn số tiền rơi được là bao nhiêu liquidity ban đầu áp bao nhiêu backer hồ một cộng đồng có phương mô hay không đấy